Lão Bần xin kính chúc lành quý vị và anh em của mình trong một buổi họp hôm nay và buổi lễ của Đức Quyền Giáo Chủ của Tôn Sư của mình. Thì rất quý đáo, không có cái ngày nào bằng ngày này hết. Dễ gì quý vị đã giờ gót ngọc mà đi đến đây. Người thì công ăn việc làm của mình, bệnh hoạn cũng phải ráng để về đây. Thì cái tấm lòng thành này chắc có lẽ là thấu tới trời mây rồi. Thế là hôm nay trong chuyến đi này, quý vị ráng nhớ không? Nhìn với nhau, anh em ruột đó, nhìn với nhau, mình là một nụ cười của tiên Phật chứ không có còn phạm phu nữa. Bỏ, nói vậy đó. Để mình phối hợp hôm nay đó, để mình trở về tiền. Tại vì bao năm tháng, nhiều đời kiếp lắm, mình đã chìm sâu lăn, trâu lăn ở dưới cái bể khổ này. Mà bây giờ mình được về đây rồi đó, mình được về cái cõi ta bà, chứ không phải về rừng này nha. Thì mình đã quý giá lắm. Nè, con hơ hết, con cóc, con nhái, con gì đó, rồi gà, vịt, rồi tất cả các con. Mà khi đó rồi mình đóng thành sỏi nè, rồi cái gì ở dưới sông á, mấy trăm ngàn kiếp. Mà ngày nay là mình lên đây được rồi, lên trời rồi đó quý vị. Mình là thiên hạ, trên thiên thượng mình là thiên hạ, mình là trời con, không có gì sợ hết á. Mình sợ là mình làm lỗi, mình sợ là mình làm không được. Mình cãi là Thượng Đế, mình làm cho Thượng Đế buồn này kia nọ thôi, chứ không có gì lạ. Ráng lo tu làm nhịn tánh. Con cù, con xấu, tất cả các con giờ này nó chém dè tu nó thành hết. Ông cọp á, tu răng đen thui à, không còn ăn xương, ăn cốt ai đó. Nó cũng phải chịu cực để nó tiến hóa đó. Tiến hóa qua cái lớp màng này đó quý vị. Đừng nhịn ăn chút xíu nha, nhịn nói chút xíu nha, nhịn mặc chút xíu nha. Nhịn đo lường chút xíu, đừng thèm chiến đấu với tất cả các vị hành tinh ở đây, không xứng đáng đâu. Mình phải chiến đấu làm sao mình là một hành tinh của trời đất, của tiên Phật ở trên đây xuống đó. Đây là còn hành tinh này, đừng thèm chiến đấu nữa, nhớ không? Để chi vậy? Để mình lấy lợi cái cốt lõi của mình là căn tiên cốt Phật, chứ phải tầm thường. Thật sự là mình là căn tiên cốt Phật, tại mình quên, mình không biết. Mình sai lầm gì xuống với cái dũng bùng này mà. Như vậy là giỏi lắm đó. Như vậy là có tu nhiều đời lắm rồi. Ngày hôm nay mới được ngồi đây nè, tai không có quẹo, mắt không có thột, miệng không méo, là mình vua rồi. Đặt kể từ đây đừng để miệng méo. Bây giờ con ngủ đêm sáng không có đâu. Mình phải thể lực. Sáng mơ thể dục, tối thể lực, để mình thực tập, để xương cốt của mình nó đã hòa đồng với nhau. Nó thành ra hôm nay đó mình làm xuyên tu nè, tu tập, rồi ăn uống cũng tập, cái gì cũng tập hết á. Sự sống còn của mình đó là chính mình muốn sống, Thượng Đế không có giết mình đâu. Dạ thưa trời hại con, đâu có. Thôi ơi cha đâu có hại con. Mình làm cho ông cha ông buồn chứ cha không bao giờ hại mình. Nói gì? Còn Phật rồi đại từ đại bi đó, bây giờ mình cắt cổ rồi, mình làm cổ ông nói gì đó. Vì ổng đã vào cái pháp giải thoát đại từ đại bi rồi, thì ổng sẽ giao phó hết tất cả, ổng sẽ cúng nhường hết rồi, không có gì hết, nhớ không? Cũng như hôm nay từ cái bữa mà tất cả quý vị về đây đó, ở dưới bếp lung tung rồi chị em làm này làm kia, nếu có cái gì đó xóa liền, thầy xin lãnh hết. Để chi vậy? Để mình gây, mình dệt lại cái tấm khảm tình thương của mình vì Việt Nam của mình, mà nói chung là thế giới nó mất cái tình thương đi. Còn mình đó, không có tình thương, cảm thương nước Việt. Vô dương có nghĩa là chưa có vua. Mà kỳ này đó, ai cũng xưng vua. Ra ngoài Huế đó, cái mùa áo đồ mặc vô, rồi bắt đệ tử lại, ta làm vua, nghe không? Về chỗ cái động nào đó, ta làm vua, làm này làm kia đó. Sao nó dốc dữ vậy ha? Mà nói sao nói được? Tiếng nói của quý vị là ngọc ngà châu báu đó quý vị, không phải tiếng nói mà bình thường đâu. Tiếng nói là phun châu nhã ngọc đó. Lời hứa ông thánh hiền thánh truyền đó là một lời một, không có sai. Còn bây giờ nói hay chút xíu, anh ơi anh, tôi vợ con tôi đói quá, lợi bạn á, anh cho tôi mượn 3 giả lúa. Được được, về đi, rồi chút xíu đem bao. Người ta đem bao gần tới rồi đó. Nói không được đâu, vợ tôi nó không cho. Thế dù vợ cũng phải cắt đứt cái đó, vì lời hứa của tôi rồi, bà phải chấp nhận tôi đi làm mướn, tôi nuôi, tôi hy sinh. Đó, có ai vậy không? Nếu có vậy thì chúng ta sống tới cái đời cổ thay đổi hết. Đó vậy đó. Thì mình phải có một cái cương quyết, cương vị, cương trực.
trong người mình nó có phép pháp hết rồi quý vị, đừng đi xin ai đó, mà đừng có cầu khỉnh ai, đừng có nghiêng qua cái chỗ này, đừng ngã qua chỗ kia, cái cây mà nó nghiêng riết mà mình có xài được nó không? Không. Đó như thế. Thì hôm nay trong cuộc đời này, xin kính thưa quý vị anh em, thì thầy cũng hơi lớn tuổi rồi, xác thân thì nó hơi quá. Thiệt, nói thiệt đó, thì nói chuyện á quý vị đằng sau không nghe mà gắn cái con gì đó, cái con vua hồng này vô khó chịu quá, có đúng không? Đó vậy, nhưng mà chịu đựng một chút nha, để được gặp tất cả đồng đạo. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đầu tâm bằng tín đồ Phật giáo, hôm nay là ngày lễ của tôn sư Đức Bình Giáo Chủ. Con thành tâm ở giảng đường tông phái Bụ Sơn Kỳ Hương, con không thờ gì hết, con chỉ thờ chữ nhẫn và cái chữ tâm. Nhẫn tâm không phải là nhẫn tâm mà giết người phải nhẫn nhục, cái tâm mình phải liên quan mật thiết với tất cả mọi người hiền lành, hay là làm một cái gì chứ đừng có sống động đất bằng, không tốt. Đây là cái giảng đường này, nay là 25 năm ở đây quý vị, nhưng ít có ai lên đây lắm, ít có ai về đây lắm, vì thầy đâu có tiếc. Thế vậy đó, thành ra hôm nay đó quý vị lên trên cái mái nhà cũ, chỗ giảng đường cũ nè, sơ sát điều hiu, đâu có thờ gì đâu, phải vậy không? Đó, thành ra hôm nay quý vị nhìn bằng cặp mắt bên ngoài thì thấy nó không có rộn ràng đâu, nhưng ở bên trong của mình đó lộng lẫy quý vị. Mảnh áo quê nghèo rừng buồn thì đang đợi đầu, có một đêm mưa gào rồi thầy tạo lại việc chi, chỉ ngồi niệm Phật từ bi trong người đạo lý đặng tri đôi lời. Phải đến đi gặp thầy người ơi, phải gặp để gió cuồng phong tấp nập dập dồi, mình cứng thì mình khỏi bị trôi, còn yếu ớt thì mình bồi ra biển càng. Thương thầy tổ con về quả trả, ráng tu hành đừng đánh giá nghe chưa, mình về niệm Phật sống trưa, thầy buồn thầy đứng rồi kính thưa đạo đồng. Tỉnh cho gấp, vì đây rồi long đong lận đần, đừng có đổ thừa tôi bận chuyện này kia. Mình nằm trong giấc kinh khuya, nếu mình tỉnh dậy thì niệm thầm niệm Đức Phật, mà niệm cho cái tâm trong sáng. Niệm Đức Ngài đừng có đem bán Đức Ngài, niệm linh tâm niệm mãi niệm hoài cho thành Phật, đừng cuồng say nghe đạo. Đêm thanh tịnh rừng buồn thì chưa vào, nhớ đạo đồng thầy biết nói gì đây. Tại rừng sớm sửa chiều say, thà là mờ mịt ở đây rất buồn. Không sao đâu, nước chảy có luồng, mưa gầm có chỗ, rồi trời buồn có nơi. Biết tu lãnh lĩnh Phật trời, tâm mình lẳng lặng vậy thời mà thôi. Thương đồng đạo lắm, nhưng sợ công chúng con nội trôi ra bài, vì thầy thấy hôm nay đã bãi ghè gãi cung đàn, lót thì của tiền, sự nghiệp danh sang sao bỏ được, bớt cơ hàng đảo xì. Nhưng từ từ mình phải làm ăn nè, chất phát nha, mình phải gìn giữ, nó giúp mình mà, nghe không? Đủ thứ trăm quá, tiền này tiền quỷ tiền ma, còn tiền tiên tiền Phật hộ đà, nghe con, tiền nước mắt nó sẽ còn mãi mãi, còn cái tiền gạt lường nó gãy như cây tre. Đây sưng đờ tới mùa hè, thầy đang bình luận ra nghe nghe trò nhiều chi vậy, rồi nó rối o trong dạ, có mà thôi, đúng không? Đừng để chung dạ với mình, đồng tiền nó đã hy sinh, đó là cứu cánh cho mình, nghe không? Nhưng nói vậy còn mình khôn, đừng để tiền bạc nó ru hồn, nghe con.
sức mòn ơi mòn thì cuộc đời đâu có gì còn, nay mới tỉnh đi trời, đừng sai xưa nữa. Tỉnh đi con, trời đã mở cửa rồi, đang thả bầy yêu quái tanh hôi báo trần tục, đứng ngồi không yên được. Đêm thanh tịnh thiền môn mới được, thì nhớ học trò rồi biết vượt qua đâu. Sợ con không nắm được câu, sợ con đau khổ rồi rầu mất tu. Sớm đi chiều rẳng công phu đúng bụi, còn thầy chúng con nghĩ như thằng cuội ngồi da, đeo màn đắp bóng trăng ngà tìm đi sao được. Chị Hằng Nga bớ trò ráng cố gắng để lo chu đáo, mình là Hoài Bảo Ngọc Châu nè, thấy không? Đừng có buồn, đừng than, đừng trách, đừng sầu, mình đứng vững như cây hầu gỗ chắc. Nếu mình trật thì mình sửa đi cho gấp, mình được an toàn rồi thì gặp Phật Như Lai. Ngày rồi phàm tục rõ thay, bữa nay mình thành Phật lá này tốt rồi. Thương đồng đạo riêng ráng quả nhồi, đừng có than thở, tu khổ lắm con ơi. Thầy nhắc nhở từ giờ khổ tâm thân nha, linh hồn rạng rỡ. Khổ bây giờ lễ đốt châm chén, ngày sau thấy được khai quang, lòng qua đại hội thiết chàng tượng tri. Mình bây giờ về chỉ có niệm chữ đại bi, đại từ đại lượng độ cố trí trong lòng. Xong việc thế thì chở con về ba tòng nương tựa, sớm tới chiều mình giữa trong mây. Tòng sơn bắt nó gần thầy, hai dài gánh nặng giờ này đau lưng. Ráng đi con, đừng có vô mừng cảnh giả, sắp đai mai ra núi rã trời tan. Mới khai mình lập lại khải hoàng, chứ đâu có về mà các hàng chờ thông. Tu khổ lắm mới thoát dòng trần lụy, mình phải đem cái ngọc trí trong mình đem ra nơi chốn sân trình. Ngày thầy kiệp đạo là mình đắc thân. Về đi con nhé, tới trần ta là ông đạo sĩ bần ngày xưa. Vì thương sung mây mưa tấp nập, xin thiên đình được tấp thuốc miền lót thì các ngài nè. Lão đạo thánh tiên sinh xuống thế nữ miền hạ giới, nhưng không may trong ngày mặt hạ tới, thầy phải chịu đỏ đài nơi thế giới này thôi. Nhưng mà gần mãn được rồi, thầy về không ở nữa con ơi chốn này. Chứ không phải là thầy đến đây để xưng thầy xưng Phật, ráng mà tu đi siêu bậc phàm đời. Bao trăm năm kiếp khổ con ơi, nơi biển vắng xa xôi lội mài, giờ thanh tịnh rồi đừng có cãi, ráng tu hành đừng giống dại hà sang. Cô em chị bác chú bà ráng lội qua biển giang ngày hà, nghe chưa? Còn sóng động mây mưa gấp bội, biết nay mai mình có sống nổi không trò. Nếu chúng con đặt pháp tự do thì đừng có sợ có lo gì hết cả. Đêm thanh tịnh thâm tiền rồng rã, con nói chuyện với bậc siêu màu rồi thì con đã thành thân. Mời chi nơi chốt hồng trần, nói chi rộ rộ rần rần thêm đau. Đừng đừng trong mới, trong thấp trong cao, chừng nào cũng được hết á. Mình quặn đau nhiều rồi, sống trần năn nổi con ơi, làm sao tranh khỏi mọi nơi bước trò. Tại đây khổ lắm đó. Dù hát nè, dù hò, dù lớp, dù bò, kêu mẹ thăng cha, tại
ngày xưa không nghĩ đến Bồ Đà, tiền sanh mấy kiếp thầy mà khuyên dân, khuyên xa rồi lại khuyên gần, đó là ông đạo sĩ Bần nghe con. Mắt trời tuôn đổ thông vốn vì thương sinh chúng bà con còn đầy, chứ Bần sĩ đâu có mến ở cảnh này. Nè, suối vô nè, ao trượt nè, bùn lầy lắm chân, thấy chưa sống khổ thua hơn, rồi chiều về nhắm mắt trong cơn khốn cùng. Nó có gì đâu, thấy không, mà xưng bá xưng hùng, không chịu phục tùng thượng đế để tu. Mỗi ngày cứ hãy ngâu du, tranh nhau đem phép mà phá hoại người tu hiền lành. Đấy chưa, đây sắp tới Phật đã tái sanh con thấy. Thì cái lũ yêu tà nó sẽ ra bẫy hết rồi. Tỉnh đi con, đừng có ghế con ngồi, ao sen báo mọc rồi nơi trước mặt. Về đi con, mình tìm đường giết giặc, giặc ở tâm mình chứ giặc ở nơi đâu. Khai minh chiếu diệu nhiễm màu, thì chúc con đạo từng câu an nhàn. Xin cái ghế và thầy ngồi chút, ơn chịu cực nha. Đứng dậy. Rồi rồi, được, tá chụp mẹ chụp. Sẽ đem cái ghế nó quá nặng, đem ghế nhẹ chứ không có ghế nhựa. Cái ghế nhẹ là ghế mũ á. Dạ. Nó đỡ đần quý vị nha. Rồi xin kính thưa quý vị, anh em bây giờ thì Bần sĩ cũng hơi mệt mỏi, chắc có lẽ bà con lên đây cái sức ép của nóng nè, ráng chịu đựng chút xíu nha. Tại bây giờ hồi qua đó có cho Ngọc Sương một bài ngày 18 tháng 5 á, thì bây giờ mời Ngọc Sương để tiếp phụ để đọc lên chút xíu cho thầy nghe, cùng là quý vị nghe nha. Rồi thầy nghĩ chút, thầy dễ dàng thiết. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lớn lên con. Nam mô A Di Đà Phật. Cha cho anh không. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đức Phật Thầy Vũ Sơn Kỳ Hương. Bài Thầy Kêu Tỉnh Gấp Đạo Đồng ngày 18 tháng 5 năm 2023. Thi bài Tỉnh Dậy Tu Đi Để Coi Đời, Thuyền Từ Bác Ấy Đời Mỗi Nơi. Mau mau gấp gấp đừng chênh mang, cơ cuộc hôm nay do lệnh trời. Muốn sống để nhìn thấy Phật tiên, phải tu liêm chính thật là hiền. Thầy ban phước huệ trò bỏ mất, làm sao hồi phục lại cảnh tiên. Thầy đã về rồi chẳng có yên, thương cho trần hạ khắp bốn miền. Lao sao lộn xộn rồi còn mất, rút ráo rồi thành bất cuồng điên. Thơ bài Nay Thầy dặn đạo đồng phải gắng, học cho thông mới đặng phép màu, chân truyền pháp lý
cao sâu, học thì phải ráng đừng âu buồn gì. Sự cuồng phong ly bì khó giúp, nghe lời thầy vượt bực lên bờ. Thuyền từ đại đạo chơi vơi, chờ đưa quý khách bến mơ phản hồi. Tu phải chịu quả nhồi muôn thuở, để thúc mình trí nhớ hoàn toàn. Lời này thầy dặn các con, đắm say cuộc thế không còn nữa đâu. Tình cho gấp qua cầu nước đổ, thúc đẩy mình giác ngộ cho rồi, để rơi vào biển tâm hồi. Dù thầy đau xót cứu rồi được đâu. Ráng tìm bậc cao sâu nâng đỡ, người tu rồi nhắc nhở cho mình. Tới ngày rạng bậc thơ sinh, đừng tu giả dối linh đinh giữa dời. Thầy tạo pháp cứu đời quân hạ, làm người cho đúng giá nghe tròn. Ở trên thiên thượng khỏi lo, còn thầy quy mến học trò ráng thông. Tình dậy bờ đạo đồng thầy gọi, ngọc trí đâu ráng rồi trong lòng. Nợ nần ráng trả cho xong, tu rồi diệt thế thuyền rồng bước lên. Nhớ ta dặn đừng quên lè lè, đừng nghĩ suy ắt sẽ mất hồn. Làm sao trở lại quê thôn, còn làm việc ác thú chồn sớt chia. Điện cơ báo cánh khuya thầy dội, đời gian nguy sống nổi đâu người. Thịnh suy dinh nhục cũng tươi, trong lòng niệm Phật miệng cười hở môi. Nhớ thầy dặn quên rồi dơ bẩn, đừng chơi chung tàn lẫn yêu tàn. Lại trời tai nạn được qua, cho dân sống sót vậy mà tường tri. Sao coi Phật nói những gì, tu cho thật tốt tên ghi bản đề. Tập cho thành kinh kệ sớm chiều, tới đây trái đất hoành hiu. Tiếp ở đây, tiếp ở đây. Chắc rằng phải hưởng ít nhiều đó thôi. Rồi đứng đó nha, đứng đó chờ. Đứng chờ. Thầy ngâm qua đoạn, nhưng mà thầy không có nhớ được cái đồng giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Mà hôm nay đó thì thầy sẽ nói, thầy đọc một đoạn
khơi lên thôi, con sẽ đọc vì ngày kỷ niệm của thầy. Con hiểu chưa? Con thuộc nhiều không vậy? Thuộc nhiều không trả lời? Dạ, dạ thuộc cái bài nào thầy? Giác mê tâm kệ. Dạ, giác mê tâm kệ. Phan hả? Còn bây giờ thì đọc qua cái sông Giang. Con thuộc không? Dạ, con đọc thuộc bên mà cái quyển khuyến thiện thầy. Thầy đọc sông Giang nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nỗi trận phong ba, có con nghiệp thu nút mà chẳng vua. Dạ thưa thầy, cái đó tiếp không thuộc cái bên đó thầy. Đọc lời câu khác. Lòng quảng ái xót thương dân chúng, bụi lũ lặng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành đâu nợ yên ngồi, mà sống kể chiều kính thông thà. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ít kể tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoàng hóa. Lớn lên chút. Nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, dòng bác ái dèo sâu vô tận, sao nhầm bụi phong trào tân tân, đùa chen theo vật chất văn minh, nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn tăng sĩ chúng thiền môn đóng cửa, tốt gom vàng lên ngựa sông pha, trả sông nở nước thù nhà, thuyền môn trở lại Phật ra. Nam mô. Dạ, cái đó nó qua cái bài. Quên, lâu quá quên. Bài khác rồi thầy. Rồi, đứng đó đi, đứng có mỏi không? Dạ không thầy. Thầy đọc qua bên đây. Tình đồng đạo thương yêu như cắt, nghĩa anh em đã bắt nhịp cầu, đưa con người qua bể hố sâu, thầy chỉ đạo không sầu không mừng, quyết chí thiện đừng nên đừng bận, ráng đi con nhiều trần không ngờ, miệng linh tâm con ráng phượng thờ, thờ đại đạo thờ cờ Phật giáo. Ở tại gia là ngôi tam bảo, phải thương yêu thuận thảo hài hòa, thì đức thầy kề cận không sai, phải cố gắng ba la mật niệm, chúng con đến thuyền tâm ôi mê, dùng tâm linh kính liệm hài hòa, chữ tu hành đừng để Phật sang, phải biết lý đạo ta để học, nghĩa thầy
tốt thấy rồi cực nhọc, nhưng không sao con trách móc trò gì. Miệng con nhà răng hỏi tu đi, thầy ăn nghỉ thầy đang vui vẻ. Mong đồng đạo nơi quê nhà mắt mẹ, ráng gìn tâm sang sẻ vui buồn. Cảnh thế gian là một cái tuồng, nay thay đổi rồi mai sẽ biến. Nay ngộ đạo thầy về thăm viên, câu luận tri phổ biến dặn trò. Chốn học đường ráng học ráng lo, học cho xứng là trò quân thường. Buổi quân hạ người tu sống gương, biết tịnh rồi sung sướng vô cùng. Đừng để lòng nghĩ chuyện lung tung, phải trực tiếp anh hùng cứu thế. Giờ thanh tịnh thật là cao quý, thầy tâm trò thế kỷ đã mòn. Tịnh giấc nồng ngồi dậy nghe con, đừng mê ngủ rồi mòn không ngục. Miệng trần thế nếu ai trách móc, phận nghèo hèn săn sóc kinh đề. Sớm chiều kinh nói sự gia thế, quả chồng vợ rồi về phương cảnh. Ngày kỷ niệm thầy mình đáng sinh, bở đạo đồng thọ lãnh phước màu. Dù chúng sanh ở nơi đâu, học trò Phật đạo màu đáng nhiệm. Ở nơi đâu thì thầy cũng kiêm, ráng mà tu kính liệm trung thành. Đằng sau này coi Phật tái sanh, mình là hạt giống mơ lành đó đầu. Thương quý vị dường tiên chưa giàu, ta còn đây hoài bảo giữ gìn. Còn đợi chờ tiếng sấm nổ in, thầy trở bước đăng trình trở lại. Thầy kính chúc ở đây trai gái, buổi họp tu nghỉ hãy cho tường. Nếu tu hành mình thiếu tình thương, ráng dệt thảm làm đường để trai. Không có khổ với trai cùng gái, ráng đùa chen để hái qua trời. Luận làm si ôi hãy cái đời, nay còn mất dậy thời thay đổi. Đây là cốt nhục kia diện môi, tính đi con sớm tối tu trì. Hết hết rồi đâu có việc chi, còn đại đạo trong mì kỳ đắc phật. Nếu hiện đức thì con sẽ gặp, gặp ân sư gặp bậc cao dài. Mình luyện tu luyện mãi luyện hoài, chịu khổ sở cẩn này thì thân. Muốn đắc đạo lòng mình phải trắng, tắm gội đi cho đặng thường thường. Tránh những điều đau khổ bất lương, tập tập tánh tốt dọn đường cu tê. Nay thầy đã đời tàn bông say, về thăm con đổ lệ trang dầm. Mà chúng sanh đang mãi sai lầm, tay có ngọc rồi cầm quấn dục. Rồi xin đi vợ à, thầy xin kể một bài nhỏ đó à, cho quý vị nghe nè à, chính thầy mình thương như là mẹ ruột, cha ruột, mẹ ruột của mình vậy đó. Thì bây giờ ngài cũng cho một chút bài này để thầy cho thêm từ từ nha con, để rồi con về bệnh á. Tiếp tục.
để đây thầy đang tuyển mộ, để sau này đọc nè, sau này đứng khẩu ha, sau này có trên ban phước á thì cho nó thay thầy một chút. Chứ thầy đâu có còn ở đây lâu đâu, phải không? Phải có một vị à, 50 vị để thay thế, nhưng mà thay thế một thời gian thôi chứ kỳ này là tôn dương rồi đó quý vị, không có còn một vị nào mà xuống nữa đâu. Phật phải ta về hưu hết rồi, cho ta thầy sắp dám nói Phật về hưu thì mấy trăm đời kiếp ngài cũng về hưu, cấp thế giới ta thành Phật mới hết trơn rồi đó quý vị, cũng thành Phật mới hết đó. Mà kỳ này mà thành Phật là cao cả lắm á, thành 100% Phật rất là diệm màu giỏi, cũng như Đức Ngài nói là sao đệ tử ta giỏi hơn ta. Cái trong bằng phái của Phật giáo kiếm người ta giết, quấn thù hận giỏi hơn thiệt. Tại vì cha mình học lớp 10, mình học tiến sĩ, tạp sĩ, học ngoài kia, có thể hơn không? Hơn là hơn cái học hành chứ không phải hơn cái luật quy của cha mẹ của mình. Chứ mình sai lầm á, cái mình thù với nhau chứ không có đâu anh em đó. Tại vì ít có các bậc tiền nhân nào mà xuất thế mà dạy đạo, mà thương yêu mình cũng như sư phụ Đức Bình Giáo Chủ và Tây An và tất cả trong phái Bủ Sơn Kỳ Hương này, vừa khuyên tu, vừa nhắc nhở cứu đời, vừa hỏi thiết lập lại đất nước Việt Nam Sơn Hà Xã Tắc, xây dựng quê hương để cực khổ nói vậy. Còn ai mà đã phá trong cái vũ trụ này thì họ sẽ bị của mình có phá dở. Lúc nào mình cũng xây mầm, lúc nào mình cũng đắp hết, đắp lì xây thành đó thì không sao hết. Mình cho người ta đâu có tội, mà mình cướp của người ta có tội. Và mình ích kỷ đó thì mình bằng thầu, còn cho là đại đàng. Người ơi, người này hy sinh quá tột đỉnh, ăn miếng cơm mà tao không ăn, ta cho người khác ăn miếng này ngon mà ta đem ta cho người khác là cả vấn đề rồi. Thấy không? Có ai vậy không? Có tiên mới vậy đó, có Phật mới vậy đó. Chứ món ăn ngon cái mồ đem cho người ta, tiền cũng đem, cúng dường cũng đem hết trơn trời. Vậy đó quý vị, đã chiến thắng rồi đó. Chiến thắng rồi tu rồi đó, quý vị dọn đường rồi đó, thì còn chiếc xe đời mới quý vị lái đi là khỏe rồi. Tại vì thế thì mình là một người biết đạo, hiểu đạo, rõ thông thái nguồn cơn của đạo lý, thì chúng ta phải tu qua lý đạo nhân. Học lý đạo nhân có nghĩa là nhân nghĩa, nhân luân, luân thường đạo lý, anh em cha mẹ láng giềng xã hội, để mình tu hết trơn à. Nè, mình có 5 lớp học: nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Mình không học mấy lớp đây nè, em mình lên ông Phật mình học. Bây giờ ông Phật cũng lớn quá đó, ổng tới 50-60 mét lần như vậy đó, cái mình mê và đẹp lắm kia, Quan Âm Bồ Tát hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó thì mình không nói giả, thiệt đó, thiệt đó, thiệt người ta mới xây, nhưng mà xây để có pho tượng đó để cho mình hết sức tưởng tượng, có nghĩa là anh hết sức tưởng tượng anh tin Phật, vậy đi ngang rồi anh rợ Phật nè, anh lại Phật nè, mà anh lại dài nữa, thế anh hết sức là tin tưởng Phật. Có tượng Phật thì phải tin tưởng Phật, thì Phật mới hiện tượng liền cấp về cho mình, chứ không phải giả. Dạ, còn Phật thiệt đó, của mình ráng mình công thành chánh giáo, mình phải ráng làm sao mình đổi thịt da nè, đổi tư tưởng nè, cặp mắt nè, mặt mày miệng mồm nè, đây là mốt cái đơn vị, mấy cái đơn vị này thi gớm không. Cho nên Đức Thế Ca Bổn Sư nói là chính con tinh chính lỗ là mình đó, hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, lỗ miệng, đại tiểu, thấy chính thôi chưa. Đấy vậy cho nên Phật có đấy bực trung đạo để xử lý sử dụng cho mình. Mình tu hành phải hiểu, phải biết đó. Một vị đi ngoài đường như giang hồ vậy đó, nhưng mà họ tu quyết liệt mình không biết, mình tưởng đâu trời, cái tên này chắc ngang ngược, không có đâu, mình chưa tìm ra đâu, chưa khám phá được ra cái mục đích của người ta đâu. Tại vậy đó, các nước thấy không, nó đi du lịch, nó khám phá hết tất cả, nó nắm hết, nước nào nó cũng nắm một ít ra đâu vậy. Nhưng nó có nói với mình nghe không? Còn mình tu cũng vậy, mình phải khám phá chính mình để mình biết mình, mình biết mình trong này như thế nào để mình sử dụng. Đó, lì lộn, còn thắc mắc, còn thù hận, còn chăn nuôi những cái thâm sâu độc ác đời này tới đời kia, thấy không? Mình nói liên bang qua bên kia chút nước dân mình đó, đánh xong rồi mời uống bia, cổng đi vô trong bệnh viện rồi xong, alo, thấy không? Nó sẽ xóa được, nó có cái máy của nó xóa, còn mình không xóa, mình thù
sanh còn hái quýt nữa chứ. Cái đó là vô tình mình kết tội mình chôn cái sự xấu xí chứ không có ích lợi gì. Đó vậy đó. Mà nhân minh này á thì trước kia người ta có tu nhiều đời rồi, cho nên hôm nay người ta được sự sáng suốt. Ta tạo lại máy móc tối tân do cái gì mà ta tạo? Do cái bộ trí của người ta, bộ trí nhớ, bộ đạm nè ha. Còn mình không có đâu. Người ơi, tính tầm bậy, ốc, hến nha. À, rồi chuột, gà, vịt, nuôi mấy tầm con ở bên tè, ở bên nọ, thấy không? Rồi mình đủ thứ kết, nó kỳ cục quá. Cho nên hôm nay mình phải đổi lại tiếng nói của người Việt Nam, phải nói thanh bạch thông minh, nói rất là mở miệng ra như ngọc ngà châu báu vậy đó. Xong rồi mới nói vậy, sửa lại. Nãy giờ con nói được sửa được, chân ta dèo dẻo mà cặp tay ta còn sửa ta đi được. Còn mình nói chuyện phải ráng cố gắng để gọi bỏ lại. Một người nữ tiên sau đi ngang qua là hết sức là người ta mến yêu. Khỏi biểu ai tu đó, xuất thân xuống là tiên đó, xuất thân là Phật đó. Vì cái tướng diện của người ta giờ là tu cái pháp Phật, cứ lại Quan Âm hoài. Quan Âm ơi, cho con xin thì chiều con quấn đề, quấn đập nha, đề là đập đấy vậy đó, đừng có buồn nha. Ở đây không có thì ngoài kia, xin mình cứ đánh đi, mình làm gì làm đi, tự cái nghiệp của mình là cái ý muốn của mình, đừng đem Phật kê vô. Nói như vậy đó, đồ nói Phật không linh đấy chứ, sao không linh? Linh bất linh tại ngã, linh không bất linh tại ta. Nhưng mà cái đó cũng là cái đồ chơi chút quý vị, không sao đâu, không có thấm mặn gì đâu. Nhưng nhất là cái tâm của mình đó. Cái tâm của mình đó. Nó muốn tụt quá, phải đang cố gắng. Quý vị chưa có thấy sự chuyển hóa của tất cả các con, rồi chuyển hóa, tiến hóa của con loài người của mình không còn như cũ nữa đâu. Nói như thế. Thì bây giờ cái buổi trưa này nồng nực lắm nha. Thầy phải làm một cách nào? Thầy phải giảng ra như sau, cho cái tư tưởng quý vị đó trùng phùng yên lặng, vui vẻ cho nó mát. Còn nếu mà giảng mà buồn ngủ rồi phải nó nực lắm. Nó nực lắm. Vậy đó là sức nóng. Đấy vậy đó. Cho nên hôm nay mà được một buổi chiều này đó, mừng lắm, quý lắm. Rồi thầy có kêu quý vị lên được nữa không? Không. Có dịp lễ, có dịp ngày cúng hay là có dịp gì đó thì quý vị anh em tự lực, tự đi lên, tự phát nguyện đi lên là hay nhất. Chứ không có kêu đéo, vì ai cũng có trách nhiệm của họ, nghĩa vụ của họ. Đó như thế thì anh em cứ lãnh hội, về nhà ráng tu, ráng tu để uổng. Mình đem mình bán mình mà không hay. Ôi, ngồi gì tới 12 giờ đêm không nghỉ, ngồi mần thêm mấy tiếng này đi mua cái bình của Nhật Bản. Rồi cái bình này 100 năm không hư, nói sống có ngày mai không à, mà mua bình 100 năm. Nên là mình mua chi? Cho nên hôm nay thì bình luận thôi chứ chưa có kết luận được. Ráng đi, ai cũng yếu này, ai yếu ở à. Là lãnh cái sự cay đắng mặn nồng đó quý vị. Tại bây giờ mình phải vững tâm, vững thần, vững trí đó. Mình bệnh nhiều lắm. Nếu mà chị bạn cái chị đợi chị hay là bà bệnh qua này có sao? Không có đâu, hết rồi, con bệnh đã chết rồi, bị đánh rồi, thấy không? Con nói trời ơi, chắc tôi chết quá chị, tôi chiều nay không biết thuốc gì đây, chị chỉ tôi đi bệnh viện rồi dính. Chỉ có ông thầy bùa kia đó, ông thôi miên rồi đó, hết trơn rồi, nhưng chút là nó quẩn cút rồi. Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên cái đồng tiền của mình á, giá trị rất cao mà cũng rất thấp. Vì mình không biết, mình hạ xuống mình làm bậy thì thấp à. Còn cái giá trị đồng tiền của mình biết rồi, cao cả. Tiền 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 Phật đó quý vị, làm cho đúng. Và ăn ở trong cái thời kỳ này cho đúng, không sợ. Không sợ dịch ôn, không sợ dịch gà gì. Ở trong này mình nó có nuôi dịch, thấy không? Mình nuôi Phật, phải vậy không? Mình nuôi cái ý chí tiên thánh mà. Mình đâu có nuôi dịch. Ôi ớt ơi, em nuôi dịch thì dịch vô đó. Rồi mình hiền thì vô rồi, nó gặp hiền, dữ thì nó gặp dữ, vậy đó nha. Đó, cho nên đừng có sợ. Mình tự nhiên dùng cái trí, dùng cái tư tưởng của mình là chiến thắng đó quý vị. Đắc quả Phật, đắc quả tiên, làm những việc gì do cái tư tưởng của mình rồi. Sức mạnh của mình là cái tư tưởng, quý lắm. Đừng có tưởng gì được hết nha. Có một đêm mà mình thất bại cái mình tưởng tầm bậy, tục mắt, thù
rổ xuống đây, mặt mày dinh dưỡng khóc, rồi sáng ra nó tiểu tiện cho nó rút, à, rồi cái nó bệnh suy dinh dưỡng, suy tất cả hết. Rồi quý vị có biết cái địa cầu này giờ nó suy chưa? Mình là cái cục đất nhỏ mà, rồi sẽ chết với nó luôn á. Nó vậy, rồi mình không để nó bệnh bệnh. Rồi nói chị ở nhà chị dưỡng bệnh, tao không dưỡng, tao trị nó chứ tao không dưỡng. Thấy không? Một tiếng nói của mình thôi, ngọc ngà châu báu. Một tiếng nói của quý người quý vị đó là một tiếng gọi của Tây Phương. Nói làm sao cho bá tánh mến thương, nói dạy dàng mở đường cứu thế. Mình đừng nói chuyện phàm đời mị kế, để giết người rồi đổ lễ dầm chán. Trời đừng có rên thang, gần ngày con đến hội đàn Phật tiên. Ráng tu đừng có não phiền, ông già ông đợi chiếc thuyền rừng xưa. Buồn ai nước mắt như mưa, buồn đời sao không tính say xưa hoài hoài. Buồn ai còn mãi lỡ lại, cho nên ông lão muốn hoài thiền rồi. Dù đi đứng nằm ngồi cũng thanh tịnh, dù có việc gì cũng nhịn nghe hôn. Thế gian đâu có trường tồn, mình đang đắm nhiễm linh hồn bị suy. Nam mô đại từ đại đức đại bi của trần thế được suy di an lành. Ráng đi con cội dành sơn bao, thầy về miền thầy cáo với Phật trời. Nói hồng trần nay tỉnh ngộ thành thơi, không còn nhiễm cái đời bận trược. Đêm thanh tịnh tìm muốn mấy lượt, thì muốn gặp đạo đồng đi phu vớt qua sông. Còn người phải ráng dài lòng, tu thêm chút nữa trên dòng sông khỏi chìm. Đêm thanh tịnh mình lặng im phân phát, tại vì sao mình nên không có để cân nhắc của tiên. Hãy thức dậy lăn qua lăn lợi, thì mê của mê tìm mê chỉ vậy, rồi thêm phiền thêm nào. Mình cũng nhờ đó đó, ngày mai hả, nhớ không, mình mua bán mình làm gì đó mình tạo. Còn điểm lắng lặng về miền, mình học đạo nghe con. Ráng đi xử lý vuông tròn, thầy còn dễ đảo hao mòn chút thôi. Trần gian bạc béo như vôi, kinh khi ông lão đang ngồi nói thơ. Con ơi sự thế tới giờ, coi chừng không vượt qua bờ sông sâu. Mình không tịnh mình đâu có biết sầu biết khổ, mà mình không tu đâu có giác ngộ cấp kỳ. Nghe thì nghe, nói thì nói, thế chi nhưng bít lỗ tai lại rù lì rồi lòm. Rồi mình còn chơi với tà tặc với bọn, để cướp bóc nhân tài ăn trộm của Như Lai. Về đi bơ gái bơ trời, qua biển đại đạo sông mai tới giờ. Đây rồi Di Lạc phất cờ, đoàn tiên mà hực hở, rồi bên bờ nở qua. Về đi anh chị chú bà, nói lời mà của lão vậy mà tuyên tri. Nói ra chắc chắn vậy thì tử đời mà nguy hiểm, kinh khi tu đời. Tình đi con hỏi con ơi, thầy còn mà lặng lặng chứ chèo bơi chiến đò. Lớp la lớp hát chứ lớp bơ hò, lớp tì lo giải chứ học bà trò thượng quân. Vậy mà chúng không sờn thương xót, buổi mơn thàng thảm mót đây rồi. Về nhà thỉnh mộng con ơi, đừng si mà đừng nghĩ, rồi phụi rồi cho xong. Phải cố gắng lập công bồi đức,
nhờ Quan Âm trợ lực cho con hôm nay sức bón hơi mòn, xin Ngài mà hộ đạo cho con còn ngày sau. Qua những trận ba đầu như thác núi rạ banh chua chát gớm ghê, còn đường lắm lắm từ bề nhà không ai ở không kề nghe chưa, đường vắng lặng ban trưa không có xe, không còn chạy ngõ chạy lui thì là sao mình được vui. Ngừng đi mà tắt điện rồi bụi ngồi nơi đâu, về đi con đôi câu thầy gợi khắp miền đây thế giới bó tay. Từ đây đừng xưng anh tài, có xưng thì bị khổ, rồi ngày mai kêu trời trời trừng phạt mỗi nơi tất cả. Vừa những người quy giá tu tâm con ơi, giả điếc giả tâm đừng đổ thừa phát sai lầm nghe không, đây là lệnh chi tôn Phật ngầu. Mấy lời này nguyện thấu cõi trời, về đi thanh tịnh con ơi, không sao hiền hậu bậc trời thứ tha. Tu còn sống mẹ cha đền đáp, cố cổ quyền đang nạp ngục ba môn. Đừng theo cái lũ mê hồn, thầy đang cứu trẻ bồn tròn rất nguy. Chị cung niệm đại bi đại lượng, thì Phật trời đó trẻ không sao tránh đi, ôi hở binh đau kỳ này chất độc với chết ngào như tôm. Trời đất định tu gom hết rau, các vị thần về cáo đã rồi, trần gian ôi hỡi hỡi ôi đây rồi, tay trắng đất bồi gì đây, nhà lầu bãi bảy dây cũng rạ, biển núi non cao cả cũng tàn, thì là sự nghiệp danh sang còn đâu mà giữ cơ hàng đạo tâm. Nghe lời thầy giả tâm gia thiết, bụi quân tàn chi xiết ai bi, thầy đang bệnh nặng vậy thì bệnh cho trần thế sắp bao nguy cận thề. Con ơi con mà đề dương cước, tạm dừng đi tạo phước gieo ân gươm thiên, thầy thấy kề gần, tại sao mà các đứa hung thần không tin. Thì hôm nay nói như vậy, dù thầy có kể bao nhiêu á, tất cả bà con anh chị em mình, thì cái đoạn này cũng còn chờ đợi tới ngày 24 tháng 6, xin mời quý vị. Ngày đó là ngày thầy đặt chân gạch để xây dựng cái đền thờ của quan quân của thần đẳng đại thần. Thầy có xin quý vị một ít rồi, đủ rồi, được rồi, thì mời về. Nếu có câu luận giảng gì thì ngày đó thầy sẽ luận qua những câu giảng của hiền thần Nguyễn Trung Trực như sau, để xây dựng sân hạ xã tắc. Kỳ này đất nước mình được thay đổi hết tất cả, tốt đẹp lắm, có vua có chúa nè, mình là một vị dân thọ vua rất là khúc, rất tốt đẹp, không sao hết trơn á. Nữ thành nam, anh hùng không tên, có nghĩa là họ làm việc thiện rất là nhiều. Việt Nam giờ tu 50% rồi đó quý vị, và từ thiện 70% rồi đó quý vị, báo cho sau này cư sĩ tại gia đắc đạo 80%. Và tới đây xin tham quan một chút xíu trong cái chùa ông Sư Giác Nhiên đó quý vị. Ông có nói trên xe mà ông trong băng ông chết rồi, ông mới nói là trời ơi chùa mọc mà như cái núi á, thì tôi không có khóc, còn mọc như nấm rơm tôi khóc. Ông Sư Giác Nhiên nha, chứ không phải thầy nói á. Cái thầy bắt lại nghe đó, mình đi du lịch đó, đi chơi đó, đi đâu đó vậy đó, thì quý vị nghĩ nấm rơm nó tàn, sẽ mơ mọc chiều tàn, nhưng mà thôi cái phong trào họ kệ nha. Nếu mà quý vị tu mà có cái chùa cũng như đắc đạo là một ông tổng thống đó, chứ đâu phải tầm thường gì mơ mộng. Thì thầy có ca lên mấy câu đó. Chùa dẹp hết là xong, còn có thiền rồng Di Lạc trước đưa, dù sớm muối tối chưa cũng được, dẹp đi rồi bẩn trượt hôi tanh, chùa am mộc
quá công đánh lục rồi thấy dạng hôi tanh bại vừa. Mọc qua xá sâu chưa đất đạo, mọc để rồi để tạo chứ tội thêm. Đem ra phê chiếu nhiều niềm chuyện đời mà thâu quá nhận đi thêm làm gì. Mình người tu chịu lì chịu lộm, về rừng già kết nạp đá rừng. Một mình ta giữa cây lưng trái cây mà ta nuốt chứ nước ta rừng uống nó. Đó là mình nói chứ người ta đâu có chịu vậy, có đúng không con? Ờ, trái cây mình nuốt mà nước rừng uống no đó, cất chứ cái chùa bự cực khổ. Mấy cái nhà nè, mấy lên mấy cô mơ giờ có nghĩ được không, quét chết ha. Thôi cái chương trình hôm nay thì cũng xin tạm nghỉ nha. Thầy thì bây giờ thầy nói mãi nói hoài không có ngưng, nói sông nói núi lại nói rừng, nói cho đồng đạo ôi hiểu biết gần ngày Phật pháp sẽ chấn hưng, không phải tầm thường đâu nha không. Và cái chuyện này chuyện lớn lắm á, nhưng thầy nhốt hết bỏ hết lấy con cúc đuôi thôi hay là cúc đầu thôi chứ không phải tầm thường đâu. Mày mốt quá anh em mình về đó trùng trùng điệp điệp không biết nước nào nó cũng về đó, hay nước nào nó cũng có được thầy đi cái gì đi quảng cáo á, quảng cáo công ty của mình á, đi nó về nó kiếm chứ. Trời ơi, mặt hàng này đâu có dễ kiếm được đâu, phải không con? Bây giờ không có xuống được, nhất định là nói là không ai xuống nữa, ông đạo tiên ông sách gậy gậy ông đó không còn xuống nữa, sợ gần chết trong ngày ngôi ngạ, sợ dữ lắm. Mượn mấy vị này mà mượn nữ nữa chứ, nữ đi xuống cứu nữ nè, chứ nữ chịu đựng được dai lắm. Nữ chiến thắng bị gì cực khổ gì cũng chấp nhận nè, miệng la nói gì chứ làm được hết trơn việc hết trơn nè. Còn nam có đâu, không có đâu, không thèm. Đó như vậy đó. Thì kỳ này Lê Sơn Thánh Mẫu nè, rồi Đức Mẹ nè, Quan Âm Bồ Tát để chuẩn đề Phật Mẫu nè, xin cho nữ giới mình chuyển hóa chuyển kịp tình. Nhưng mà cái tinh thần phải uống liền là một người nam nha không, đừng làm người nữ lề mề này kia nọ. Thế lề mề cái hồn lề mề, còn hãy xung phong ra chiến trường mà chiến đấu thì cái hồn rất là thành thật. Thôi thì xin chúc lành hết tất cả quý vị nha, có nực nổi xuống tắm rồi về nha. Đó, vậy thì thầy xin cúi đầu cảm ơn quý vị. Và trước có tổ sư Đạt Ma nhiều đời nhiều kiếp tổ hộ cho tất cả các vị đi đâm non bảy núi gặp dịp may mắn, cùng là tổ dạy cho chúng tu chân thật quần nguyên về cội Phật. Như thế còn ở đây có hai pháp nhẫn tâm thì tất cả sư phụ hộ cho con của sư phụ được bình minh, được chiến thắng, được hy sinh, vì sư phụ không phải tầm thường, là một vị vua. Thì đây là dân dân hậu vua thì ngài hộ cho chứ khỏi tầm thường đó. Như thế thì thôi nha, thầy xin kính tặng chứ không có gì thầy tặng tất cả chúng con hết nha không. Ráng cố gắng nè. Nói vậy mình ở đây chơi chút vào cái nhà trọ của mình lại không có gì đó nha không, đừng đeo mang mãi rồi cái nó hoại ha. Vậy kết thúc cho bà con vậy, chỗ này không có ấm bát, nếu mà mình đọc không được gì hồi đó có, bây giờ không dám đọc. Hồi đó có đặt máy mát, rồi bây giờ đã bị cúp rồi. Bị cúp có nghĩa là các ngài không cho mình nữa, sái vô được thiên đình. Đã ngài đã trị rồi mà mình còn đem cơm cho ăn nữa sao? Đấy như vậy đó con, thấy não nuột lắm. Đây con, thầy xin cảm ơn.